Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 57, Bái Kiến Phu Nhân Ma vực không giống với ngoại giới, không có linh lực nồng đậm cũng không phân bốn mùa rõ rệt. Nơi đâu cũng khô hanh, khiến người ta có cảm giác bức bối khó tả. Đông Thành không giống những nơi khác, khí hậu Đông Thành lạnh giá quanh năm, Đến đồi núi rừng rậm ngoài thành của phủ đầy màu trắng tuyết. Chỉ là màu trắng đó không phải tuyết mà là một loại đá màu trắng. Đa phần người trong thành đều dùng loại đá này để xây dựng, vì thế cả Đông thành là một tòa thành trắng tuyết, vậy nên mới có cái tên Đông thành. Lúc sư nhạn đứng bên cửa sổ cấm cung trông ra xa phía ngoài mới nhìn rõ được dáng vẻ thật sự của Đông thành. Sắc trắng thuần khiết kéo dài đến tận chân trời, trông không hợp với cái tên ma vực cho lắm trên đường cô bị mãng xà đen vớt đến đây, cũng không biết do say xe hay sao mà cũng không nhìn rõ. Chỉ nói về cảnh sắc thì nơi này đẹp hơn hạc tiên thành nhiều. Chỉ là quá lạnh giá, cô đứng bên cửa sổ cả buổi trời, suýt bị đông thành kem que. Cái lạnh ở đây khiến tu sĩ hóa thần như cô còn cảm thấy lạnh, đúng thật là ghê gớm, cũng không biết những tu sĩ cấp thấp sống thế nào ở đây. Trước kia ở Hạc Tiên Thành, Cô thường sẽ nghe người ta nói đến Đông Thành và Tư Mã Tiêu, chỉ là lúc ấy chỉ nghe như nghe chuyện phiếm, cũng không truy hỏi thật giả. Thật ra những người nói chuyện đó đa số cũng chưa tới Đông Thành, người này truyền sang người kia, trong lời nói của họ, Đông Thành quả đúng là một tòa thành bị tuyết bao phủ. Vì mới nói cái gì cũng phải chính mắt thấy mới là sự thật, giống như trước khi gặp Tư Mã Tiêu, cô cũng không dám tin cái tên tư mã tiêu tiếng ác đồn xa này lại là một người đàn ông như một con mèo điên. Không biết được lúc nào hắn vui, rồi vì sao lại tự dưng nổi nóng. Cũng không biết nói gì hắn mới vui lên, nói gì là hắn sẽ cáu bẩn. Tóm lại không biết đường đâu mà lần. Có điều may là dù có chọc hắn giận, hắn cũng không mang cô ra xả tức. Chỉ là nhìn cô với vẻ mặt bây giờ em đang bệnh, anh không tính toán với em, em đợi anh đi xả tức rồi về nói chuyện với em sau. Thật ra sư nhạn cảm thấy như vậy cũng khá thú vị. Từ lúc bước vào cái cấm cung này thì cô không còn ra được nữa. Cấm cung của tư mã tiêu cực kỳ lớn, vừa lớn vừa rộng, ngoại trừ một tư mã tiêu in black và một con mãng xà đen trườn quanh thì chỉ còn mình cô là vừa mới đến, đến cả một thị nữ cũng chẳng có. Đây là dáng vẻ phải có của ma chủ sao? Nói thật thì trước kia cô nghĩ đãi ngộ phải giống như vua chúa cơ, cái kiểu một đám người cung phụng bên cạnh ấy. Sư Nhạn cảm thấy, từ ấn tượng tổng thể đầu tiên khi cô gặp Tư Mã Tiêu cho thấy, đây chắc không phải nhân vật cẩn trọng kỹ tính, chắc là không biết chăm sóc người khác. Bởi vậy cô ở trong cái cấm cung muốn gì cũng không có này e là phải chịu thiệt thòi chút. Chắc là ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà cô cũng hết cách, coi như mình bị bắt ngồi tù vậy sau đó lập tức bị vả cho một vố. Đầu tiên, có một đám ma tướng hùng hùng hổ hổ vác vào một cái giường siêu to khổng lồ. Trên giường xếp chặt các loại đồ dùng. Chăn ga gối nệm không thiếu thứ gì. Sư nhạn há hốc nhìn cái chữ hỉ đó chót phía trên, vẻ mặt của mấy ma tướng kia đương nhiên là cũng chẳng vui vẻ gì. Phu, phu nhân, đây là do ma chủ căn dặn chúng tôi đưa tới, phu nhân xem đặt ở đây có được không? một ma tướng nói. Sư nhạn nhớ mặt ma tướng này, đây là vị chủ tướng dẫn binh đi đánh hạc tiên thành. Trước kia ở trên đường thấy y oai phong lẫm liệt đứng trên kỵ thú, phất tay là có ngàn vạn ma tu giữ tận vây lấy. Cô còn tưởng ông lớn này là cái loại hung tàn cười điên cuồng băm nát thi thể chứ, đại đao trên tay càng phải răng đầy sát khí cơ. Bây giờ thì sao, hắn cười như công công già bên cạnh thái hậu ấy. Thái độ thay đổi nhanh thật, Chứng tỏ không ít lần bị Tư Mã Tiêu gian đe. Còn phu nhân lại là cái quái gì? Không chỉ có người đưa giường tới, sau đó còn có người tới tấp đưa đồ đến, gì mà bình phong, ghế ngồi với cả kệ tủ các loại, dưới đất cũng được trải thảm hoa văn cẩm tú. Rất nhanh chóng bày trí một góc cung điện, cô đang ở thành hôn phòng tân hôn. Sư Nhạn nhìn mấy thứ này hơi đau đầu, không lẽ Tư Mã Tiêu muốn kết hôn với cô ở đây? Trời đất quỷ thần ơi, cô cầm chúng cái kịch bản thế thân cưới thay máu chó gì vậy nè. Mấy ngày trước vẫn đang làm bảo vệ ở Yên Chi Đài, hôm nay đã trở thành phu nhân của ma chủ hung tàn, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm quá rồi ấy. Hơn nữa lỡ đâu tin tức này truyền ra ngoài, cô sợ sẽ làm lão cha nhà họ sư tức chết, cô vẫn chưa làm rõ đầu cua tai nheo, trước tiên chắc vẫn cứ nhận cái tên sư nhạn này đi sư nhạn ở đấy động não về kịch bản thế thân cả buổi trời cô còn nghĩ rất lâu làm sao để đào hôn hoặc là nói làm thế nào để thoát khỏi đêm tân hôn kết quả tư mã tiêu bước vào nhìn thấy cả căn phòng đỏ chói, còn ghét bỏ hơn cả cô nhíu mày hỏi cô cái đống lộn xộn gì đây ai làm đấy sư nhạn thầm nghĩ đờ mờ không phải ông đòi vậy chứ ai ông anh nóng tính tư mã tiêu nhanh chóng gọi ma tướng bày trí căn phòng vào một đám ma tướng đứng trước mặt hắn đợi hắn lên tiếng. Từ mã tiêu không nói câu nào chỉ vào mấy thứ kia, bọn họ người nào người nấy liền dựng lông gà lông vịt tức tốc mang những thứ đồ kia ra khỏi đây, lại tức tốc mang vật dụng bình thường vào, tiếp tục thành khẩn khiếp đảm chờ chỉ thị của tư mã tiêu. Từ mã tiêu quay đầu hỏi sư nhạn, nàng thấy sao? Sư nhạn, sao ngài lại hỏi tôi với cái giọng điệu của vợ chồng mới cưới sửa sang nhà cửa vậy? Ừm, cũng ổn." Sư Nhạn ngập ngừng nói, ít nhiều gì cũng giống chỗ ở của người hơn trước. Cung điện được sắp xếp ổn thỏa xong, tiếp theo lại có người mang thức ăn tới. Vẫn là những ma tướng đó, đôi tay họ dùng cầm đao cầm kiếm chém người đang bưng từng đĩa thức ăn dâng lên. Sư Nhạn nhìn mà hơi đau mắt, cảm thấy hết sức ảo diệu, cái cảnh này mà giải thích thông thường thì là hoàng đế bảo các đại thần văn võ bá quan tâm phúc của hắn đi làm cung nữ thái giám không biết là nước đi của tên hoàng đế này quá gập ghềnh hay là do cách điệu dữ dội quá. Rõ là đám ma tướng cũng không quen với việc này, lần đầu làm chuyện ấy, người nào người nấy quắn quéo như cô nương lần đầu lên kiệu hoa. Phu nhân, ma chủ căn dặn mang thức ăn cho người, người còn muốn ăn gì cứ việc dặn dò. Ma tướng để dâu rất không thích nghi với thân phận quản gia mới của mình, nói một câu mà không có trôi chảy lắm. Sư Nhạn cũng không quen lắm với thân phận phu nhân mới của mình, nhưng mà hỏi cô có muốn ăn gì không thì cô có cái để nói rồi. Mặc kệ là kịch bản gì, có thực mới vực được đạo. Ta muốn ăn quả xích anh." Cô trịnh trọng nói. Quả xích anh là một loại linh quả đặc sản của ma vực, một loại thực vật chỉ có ở vài tòa thành phía nam ma vực, cực kỳ quý hiếm, to cỡ ngón tay cái, trông giống quả anh đào. Hơn nữa linh quả này dễ hỏng lại khó trồng không dễ vận chuyển, đi đến đâu giá cũng rất đắt. Cô vừa nói một câu, không được mấy chốc, mấy ma tướng đã mang vào một giò xích anh lớn. Trong thành tạm thời chỉ có bao đây. Ma tướng đó cũng thấp thỏm lắm, sợ Tư Mã Tiêu vô cảm ngồi bên cạnh không vừa lòng với năng lực làm việc của mình. Sư nhạn, cái gì mà chỉ có bao đây? Cái loại hàng xích anh thượng phẩm ở Yên Chi đại học tiên thành phải tốn cực nhiều ma thạch mới mua được một đĩa nhỏ một đĩa cũng không quá chín trái nhỏ xíu, bây giờ mấy người đang dùng sọt đựng đấy. Làm việc ở Yên Chi Đài mấy năm cũng mua không nổi một đĩa nhỏ quả xích anh, không ngờ sau khi bị bắt cóc tới đây lại có thể ăn tới no nê, giờ cô cũng có chút lung lay rồi. Đi đánh lấy ba thành xích lao, khoái xa, cử phong cho ta. Từ mã tiêu đột nhiên mở miệng nói một câu. Xích lao thành, Khoái Sa Thành và Cửu Phong Thành đều là ba thành lớn phía nam ma vực có chồng xích anh. Đám ma tướng vừa nghe lập tức lấy lại tinh thần. Người của ma vực hiếu chiến, thích tàn sát, tuyệt đối không phải chuyện đùa, đối với họ, tranh giành địa bàn và tài nguyên, tận hưởng cuộc sống thỏa mãn chính là việc quan trọng nhất. Hơn nữa những ma tướng dưới trướng Tư Mã Tiêu đã số đều đã kiến công lập nghiệp, có lý tưởng thống nhất ma vực, chỉ đợi Tư Mã Tiêu bảo họ đi thực hiện thôi theo ý bọn họ thì sớm nên đánh mấy tòa thành phía nam rồi. Thế nhưng ma chủ bọn họ cứ đánh đông đánh tây không biết đang đánh cái gì. Làm thuộc hạ nôn nóng chết được mà không dám nói. Bây giờ mới nghe được một câu chính xác. Một câu nói của Tư Mã Tiêu như một câu nói của Hoàng đế trước chiến tranh. Cả đám ma tướng nhốn nháo hào hứng, xiết tay nôn nóng rời đi. Sư nhạn, không phải là vì mình ấy chứ. Còn lố hơn trái phải của Dương Quý Phi nữa tư mã tiêu nhìn cô còn muốn gì nữa không sư nhạn đờ mờ như vậy rồi ai mà dám nói nếu mà nói muốn ăn vịt sốt ngoại giới thì cô sợ hắn thống nhất mà vực xong sẽ chiếm luôn tu tiên giới sư nhạn hết rồi thật đấy tư mã tiêu đột nhiên bật cười vuốt ve khuôn mặt cô vẫn thích lừa ta như vậy sư nhạn đừng đừng không phải tôi làm đâu tôi không có gạt ngài tôi nào dám cô cảm thấy chỗ bị hắn vuốt trên mặt ngứa ngứa cũng đưa tay gãi gãi đợi đã cô đưa tay xoa xoa mặt rút gương ra soi lập tức chấn kinh cái vết sẹo cỡ đồng xu của cô đâu sẹo của ta đâu vì quá kinh ngạc cô vô thức ngơ ngác quay đầu hỏi tư mã tiêu vết sẹo này là ký hiệu từ sau khi cô đến thế giới này lão cha và ông ánh sư gia đều nói là do tư mã tiêu đốt linh lực của hắn đặc biệt Vết thương do hắn gây ra không thể dùng những cách khác để xử lý được, vì thế chỉ có thể để lại ở đó. Nếu không thì vết thương như thế này với người tu tiên chỉ là chuyện nhỏ. Sư Nhạn đã quen với sự tồn tại của vết sẹo này, đôi lúc cô soi gương, dùng tay che vết sẹo lại sẽ kinh ngạc với nhan sắc của chủ nhân cơ thể này, thế nhưng sự tồn tại của vết sẹo đó cũng không khiến cô khó chịu, chỉ là đôi lúc nhìn thấy nó sẽ có chút lo âu khó tả giống như là nằm mơ thấy phải thi kỳ thi gì đó lại gặp chuyện giữa đường không đến kịp vậy cảm giác nước mắt tuôn trào như sắp rớt môn tới nơi rồi kết quả cô cũng không biết làm sao mà vết sẹo này lại biến mất là lúc cô ngủ tư mã tiêu đã chữa cho cô sao tư mã tiêu nhìn cô ánh mắt đột nhiên lộ vẻ nặng nề u uất cứ như nhớ lại chuyện gì đó rất khó chấp nhận được hắn đưa tay ôm lấy liêu đình nhạn nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve phần má nơi từng có một vết sẹo Sư nhạn bị ngón tay băng lạnh của hắn làm cho tê xương sống, căng ra đầu. Cô lùi ra sau, từ mã tiêu lại giữ lấy gáy cô kéo lại, hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt cô. Vết sẹo không còn nữa, vẫn còn hơi ửng đỏ, chắc là sắp khôi phục như lúc đầu rồi, cũng giống như cô vậy, rồi sẽ khôi phục như ban đầu. Từ mã tiêu không muốn nhớ lại ngày hôm đó của 10 năm trước. Hắn sinh ra đã chỉ có một mình, lâu ngày dài tháng, từ ban đầu không quan tâm đến người khác, đã dành hết tâm trí cho Liêu Đình Nhạn. Nhưng hắn đã quá tự tin vào bản thân, cho rằng Sư Thiên Lũ sẽ không tìm được tung tích của mình. Hắn đã giấu Liêu Đình Nhạn đi rất kỹ càng, lại cảm thấy khi ấy mình gây ra động tĩnh lớn như thế trong nội phủ, đủ để tập trung tất cả ánh mắt. Liêu Đình Nhạn ở phong hoa thành, chắc chắn sẽ không ai chú ý đến cô, cô hoàn toàn sẽ không gặp nguy hiểm. Ngông cuồng như hắn, tu sáu cao ngất như hắn, sao mà nghĩ được chuyện lỡ đâu lúc hắn làm cái pháp bảo phòng ngự đó cho liêu đình nhạn nói với cô là dù người ta có đánh cả buổi trời cũng không hỏng được đủ để bảo toàn tính mạng cho cô thế nhưng hắn không nghĩ đến nếu là sức lực của hắn sẽ lập tức phá vỡ phòng ngự bởi vì hắn không nghĩ đến chính mình sẽ làm liêu đình nhạn bị thương nhưng thực tế thì chính là sức lực của hắn còn có cả sức lực của tư mã thì đã khiến cô gánh chịu một trận tai ương sau đó trong quá trình tìm kiếm liêu đình nhạn hắn nghĩ còn có cách ký gửi hồn phách dù là cô thật sự đã chết rồi hắn cũng có thể để cô sống lại tất cả đều sẽ thay đổi tư mã tiêu vốn đã không quan tâm đến sinh mạnh huống hồ gì trong tay còn có cách thức khiến người khác sống lại càng không hề có chút sợ hãi cái chết thế nhưng mấy năm nay hắn tìm liêu đình nhạn mãi vẫn không được cuối cùng dần hiểu ra bản thân cái chết không đáng sợ ly biệt do nó mang đến mới đáng sợ mười năm trước hắn dẫm lên khoảng đất khô cằn đó lòng đầy oán thán và mọi cảm xúc kịch liệt nhất thời không nghĩ được gì khác mấy năm sau đó trong lòng mới lóe lên chút cảm xúc nho nhỏ có thể gọi là sợ hãi sợ hãi mất đi nỗi sợ mà trước giờ hắn chưa từng có thế nhưng với sự kiêu ngạo của mình hắn cũng không thể thừa nhận mình sợ hãi cái gì đó chỉ vui buồn thất thường hơn một chút nữa sư nhạn hình như không khí lúc này có chút mùi nặng nề khốn khổ thôi chết nhìn mặt hắn hình như đang đắm chìm trong cái ký ức tồi tệ nào đó bây giờ hai người nhìn nhau như vậy theo diễn biến tiếp theo là sắp hôn rồi má nó cô không dám đâu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô khựng lại tư mã tiêu nói không được chọc ta cười sư nhạn hà oan ức quá tôi có làm gì đâu tôi làm cái gì mà chọc ông cười từ mã tiêu lại xoa xoa má cô, đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Sư nhan than thở, bạn không biết một con mèo tại sao lại tự dưng lại đến cọ tay bạn, cũng không biết được tại sao tự dưng nó lại ngoảnh đít bỏ đi. Nhưng mà trước mặt có một đống đồ ăn, siêu đã đời, thôi thì không phí thời gian nữa. Cô ăn quả xích anh mà mình vẫn luôn rất muốn ăn, lại nếm thử mấy món khác, cảm thấy người ở Đông Thành ăn uống đúng là buông thả, món gà mù xào lăn truyền thống ở ma vực. Ngoại trừ nguyên liệu khác thì cách nấu vẫn y chang, không có gì sáng tạo. Ở ma vực thì cũng chỉ có vịt sốt tu chân giới nhập khẩu mới có mùi này. Theo thói quen thông thường, cô ăn xong sẽ tìm một nơi để nghỉ ngơi. Lúc trước thì là gốc cây sau hậu hoa viên của Yên Chi Đài, hoặc là tán cây trên nóc nhà sư gia, còn ở đây. Thì ngủ ở đâu? Sư nhạn ngập ngừng đi vào cung điện trước đó, phát hiện không có ai bên trong, có hai nơi có thể ngủ, một cái giường lớn với một cái phẳng rộng. cô không chút chần chừ mà chọn cái phẳng, vì cái giường trông gọn ghẽ quá, mà cái phẳng trông êm hơn, cái góc cong cực thích hợp để tựa đầu, còn có gối cũng hợp với thẩm mỹ của cô. cảm giác lộn rộn càng khiến cô thấy dễ ngủ hơn. cô nằm lên đó, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện, thở phào một hơi. thoải mái quá trời cảm giác như chui vừa một cái hố vậy. Từ mã tiêu ngồi bên cửa sổ sau bức bình phong, không hề bất ngờ nhìn sư nhạn chọn cái phảng. Ban nãy hắn vừa mới làm lộn xộn lên, lại quăng thêm mấy chiếc gối vào. Lúc trước Liêu Đình Nhạn rất thích nằm ở mấy chỗ như vậy, nhìn thấy là rất muốn ngủ. Sư nhạn nhanh chóng ngủ thiếp đi, sau khi cô ngủ say, từ mã tiêu đến bên cạnh cô, ngồi trên phản, nhấc cổ chân cô lên, đeo vào một cái lắc chân. Hắn đã chuẩn bị pháp bảo phòng ngự mới này lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể đưa cho cô. Chương 58, ngài nghĩ như thế thì ta cũng hết cách. Ngủ một giấc dậy, trên mặt thiếu mất một vết sẹo, ngủ thêm giấc nữa dậy, dưới chân mọc thêm một cái kiềng chân. Sư Nhạn nhấc chân, cực kỳ không ý tứ, cô nghịch cái kiềng chân màu bạc dưới cổ chân, cảm thấy cái kiềng thật sự rất đẹp, cái kiểu bảo bối sang chảnh, toàn bộ ấy nằm thế này nhìn không rõ cô trở mình ngồi dậy đệm một cái gối nhìn tới nhìn lui cái kiềng chân là hai cái vòng bạc mảnh được sâu vào nhau hoa văn phức tạp bên trên hình như là mẫu đơn lại hình như là thực dược lõi rỗng bên trong còn có màu xanh nhạt trong veo mát mắt đeo trên chân nhẹ như không đeo cũng không vướng víu gì chỉ hơi man mát sư nhạn dùng kinh nghiệm lăn lộn mấy năm ở hạc tiên thành của mình khẳng định cái đồ chơi này là một món pháp bảo phẩm chất rất cao cao cỡ nào cô cũng không rõ dù sao trước đó cô cũng không có tiền mua pháp bảo ghê gớm tới vậy tuy trông chất liệu có vẻ là bạc và ngọc nhưng chạm vào lại không thấy giống nàng thấy sao giọng tư mã tiêu đột nhiên vang lên đằng sau sư nhạn bị hắn làm cho giật cả mình gãi gãi vành tai cũng đẹp lắm nhưng mà ta không quen đeo kiềng chân không đeo trên tay được sao với lại ngài tặng ta pháp bảo quý giá vậy hả? Cảm thấy như bảo bối đẳng cấp gia truyền vậy, không có nghi thức cho tặng gì, cứ đeo luôn vào cho như vậy. Từ Mã Tiêu nhìn cô, đột nhiên bật cười, đưa tay chạm vào cái vòng trên chân cô, đeo vào nhận chủ rồi, ta cũng không cách nào lấy xuống được. Pháp bảo phòng ngự này chỉ có một trên đời, bất cứ ai cũng không thể phá vỡ phòng ngự này làm nàng bị thương. Bất cứ ai? Sư Nhạn ngơ ngác vô thức hỏi ấy cả ngài cũng không sao tư mã tiêu không chút biểu cảm chỉ nhìn cô có gì đó dịu dàng mà sư nhạn không thể hiểu được đúng ta cũng không sư nhạn rùa thầm đờ mờ nhà nó cái thứ này là thần khí chống bạo lực gia đình mẹ rồi còn gì nếu đến cả tư mã tiêu cũng không làm gì được thứ này cô tung hoành ngang dọc gì mà chẳng được không chỉ tung hoành ngang dọc mà ngược xuôi cũng còn được hỏi thế gian ai chấn nổi ta. Từ mã tiêu nhìn kỹ vẻ mặt của cô, giữ lấy cầm cô, nàng không thấy có gì đó sai sai sao. Sư nhạn, sai chỗ nào? Cô nghịch ra một lúc, cuối cùng cũng nghĩ được sai chỗ nào. Tại sao phải ngừa bạo lực gia đình? Sao cô lại tự dưng xếp cái sự manh động của tư mã tiêu vào nhóm gia đình? Ý tư mã tiêu không phải như vậy. Hắn bỗng dưng bật cười lớn, sư nhạn không biết hắn cười cái giống gì, cảm thấy bị ai đó hôn lên chán, hình như tư mã tiêu rất vui vẻ. Cọ mũi cô hỏi, nàng không cảm thấy ta đang không có ý tốt cầm tù nàng sao? Không phải là không tin ta, không phải là bị lão dịch giật sư thiên lũ nuôi ngần ấy năm không nhớ ra ta rồi sao? Sao còn tin ta? Sư nhạn. Lúc nào tôi cũng đần thối ra vì không theo kịp tư duy của tên tổ tông này nhưng tôi thấy hắn vui vậy thì chắc vẫn cứ im miệng vẫn hơn ngủ một giấc dậy phát hiện trên người mình có thêm món trang sức đẹp đẽ. Phản ứng trước tiên tất nhiên là nghĩ mình được tặng quà rồi, chuyện này không phải bình thường lắm sao? Sao lại liên tưởng đến cầm tù? Cô cũng không hiểu nổi. Ngón tay của tư mã tiêu gạt qua cầm cô, bắt lấy cánh tay cô. Chỉ nhẹ nhàng nhắc tới trước, sư nhạn đã cảm thấy cả người mình lơ lửng, cứ như cơ thể đã mất đi trọng lượng. Tư mã tiêu kéo cánh tay cô, đưa cô dẫm lên mặt đất. Sư nhạn không biết hắn đang làm gì, đột nhiên bị nắm lấy tay kéo nhanh ra ngoài. Sàn cấm cung màu đen trơn láng, dường như có thể soi được bóng người. Sư nhạn dẫm lên đó, vì bước đi hấp tấp, hai cái vòng mảnh ở chân đập vào nhau phát ra tiếng tinh tinh. Từ mã tiêu khoác áo choàng đen, đi nhanh như chớp với cái tư thế tia lửa điện, khiến người ta cảm thấy như mỗi cái sải chân là một mét tám. Sư Nhạn bị hắn kéo cổ tay, gần như được ôm vào người, mặt đất đen huyền phản chiếu hai cái bóng một đen một xanh. Sư Nhạn chưa mang giày, tóc cũng chưa bới, ngủ dậy còn chưa rửa mặt, tự thấy mình như con ma nữ nhưng Tư Mã Tư không biết lấy hứng chí ở đâu ra mà kéo cô đi như thế, không cho thời gian nói câu nào. Hai người đi một đoạn trong cấm cung, trong cung điện rộng lớn không có bóng dáng một người nào khác đưa mắt nhìn lên chỉ nhìn thấy mấy cây cột lớn chống chịu sức nặng với mấy khung trang trí đủ màu sắc. Một nơi rộng lớn như vậy chỉ có tiếng của hai người họ, có một khoảnh khắc, sư nhạn cảm thấy cảnh tượng này có chút thân thuộc. Giải thích theo khoa học thì chắc là déjà vu. Sư nhạn bị tư mã tiêu lôi tới giữa cấm cung, ở đó có một cái tháp cao ngói vàng tường đỏ, cực kỳ cách biệt với cả đông thành trắng muốt, màu sắc đẹp ngất ngưỡng cô lại cảm thấy thoáng quen thuộc. Từ mã tiêu đưa cô đến tòa tháp đó. Giữa đường đi dài đầy đá trắng, dáng vẻ những viên đá tỏa ra khí lạnh được giải bên đường khiến sư nhạn nhớ đến con đường nhỏ công viên trước cửa nhà, cũng được giải đầy đá. Luôn có vài người cao tuổi đạp tới đạp lui ở đó để tập thể dục, bảo là có thể mát xa huyệt dưới chân. Sư nhạn tỏ ra rất nghi ngờ, cô từng cảm thấy con đường giải đá đó không mát xa huyệt vị được mà chỉ giết người thôi đương nhiên bây giờ cô không còn để tâm đến cái kiểu đường đá đó nữa với tu sáu của cô dù có là đường dao găm thì cô cũng bước qua mặt không biến sắc đao kiếm thông thường không đâm được cơ thể hóa thần của cô cô chỉ hơi thất thần tư mã tiêu đã quay đầu lại nhìn cô đầu tiên hắn nhìn cô với ánh mắt thắc mắc sau đó mới nhìn thấy cô đang đi chân trần sau đó hắn rất tự nhiên mà bế cô lên đi trên con đường dài đầy đá lạnh đó sư nhạn tôi thật sự không có ý này. Mà thôi bế cũng bế rồi, cũng lười dãy rủa Nhưng cô cảm thấy ông lớn này chắc chắn là ít bế con gái. Làm gì có ai bế con gái trưởng thành mà như bế con nít thế này. Cô ngồi trên cánh tay tư mã tiêu, tay gác trên vai hắn nghĩ thầm mình 7 tuổi đã không có ngồi trên tay bố như thế này nữa rồi. Đồng chí Sư Thiên Lũ bị nghi ngờ là bố giả của cô cũng chưa từng bế cô thân mật thế này bao giờ ông lớn tự xưng là bạn trai này lại làm bố thiên hạ thành thạo lắm. Cô cảm thấy phản ứng cái cơ thể này của mình cũng thành thạo lắm, vô thức đã gác tay đúng chỗ. Đây chắc là sức mạnh của tình yêu quá, di chứng của cái cơ thể này cũng khá là nghiêm trọng. Qua khỏi đoạn đường đá lạnh, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, tư mã tiêu mở cửa ra, bỏ cô xuống, lại đổi thành nắm tay cô. Sàn trong tháp được lót thảm cực kỳ hoành tráng, vẽ đầy hoa lá, trên bức tường xung quanh có vẻ ca vũ thăng bình, tiên nhân phi thiên, ánh sáng rực rỡ cực kỳ sinh động. Tới đây, sư nhạn dẫm lên bậc thang, đi theo hắn tới trước. Cái bậc thang này rất dài, đi hết bậc này tới bậc khác, cứ như mãi không có điểm dừng, cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng dọi vào trên nóc, bóng lưng của tư mã tiêu cũng rơi vào mắt, mái tóc dài đen huyền. Vạt áo cuộn lên lại khiến cô có cảm giác chóng mặt quen thuộc. Từ mã tiêu đột nhiên quay đầu nhìn cô nói, lúc đó nàng leo lên tháp, mệt đến muốn ngồi xuống bậc thang, lúc đó ta cảm thấy. Cảm thấy nàng đúng là rất yếu, ta chưa bao giờ thấy ai yếu như vậy, con rắn ta nuôi đại cũng mạnh gấp trăm lần nàng. Sư nhạn, ông nội này có biết nói chuyện không vậy? Đúng là, chủ nhân cơ thể này yêu đương được với ông thần này đúng là hành xác. Tên trai thẳng không biết ăn nói như thế này nếu không phải do trông đẹp trai tu sáu lại cao, chắc chắn không bao giờ yêu đương gì được. Giọng điệu tư mã tiêu bây giờ không còn vui vẻ nữa, hắn nói, bây giờ nàng leo cầu thang không còn mệt như vậy nữa. Có ý than thở gì đó mà sư nhạn không hiểu được. Sư nhạn cảm thấy mình không cứ im im hoài được, chỉ có thể khô khốc đáp lời hắn, dù sao tu sáu cũng là hóa thần, leo có cái cầu thang không hề gì. Tư mã tiêu ẩm ừ, vẻ mặt lại bắt đầu khó đoán, sư nhạn lại bị hắn bế lên lần nữa. Tuy cô vừa qua lại với ông lớn này chưa được bao lâu nhưng cái tính nói một là làm một của hắn khiến cô ấn tượng sâu sắc. Cô bị bế như bế con gái cưng, cả người tư mã tiêu lướt về trước, mũi chân đạp lên đèn lồng lơ lửng, chớp mắt đã lên được mấy tầng. Sư nhạn, hơ, cái này còn nhanh hơn thang máy nhiều bên cạnh cầu thang có chạm đèn trôi lơ lửng trên đó đều có khắc hình hoa nếu thắp lên chắc sẽ chiếu khắp mặt đất dáng vẻ của các loại hoa rất thích hợp với thẩm mỹ của sư nhạn cô nhìn tư mã tiêu không chút kiêng kỵ đạp lên chúng lướt về trước ánh mắt nhìn về phía những cái đèn kia tư mã tiêu xoa đầu cô đều là những cái đèn mà nàng thích sau khi rời tháp đến mới thêm vào sau này trong lúc nói chuyện những trạm đèn đã bừng sáng quả đúng là chiếu xuống đủ thứ dáng hoa. Giọng nói của hắn có chút tự đắc, cứ như đang nói biết ngay là nàng sẽ thích mà. Nói sao nhỉ, cũng dễ thương lắm. Chỉ biết than thở tình yêu khiến ông lớn bẩn tính cũng trở nên ấu trĩ. Cô đến tầng cao nhất, nhìn thấy một hồ nước xanh biếc giữa đại diện rộng lớn. Tự dưng sư nhạn lại cảm thấy hồ nước này như thiếu đi gì đó, đáng lẽ phải có gì đó ở giữa. Tư mã tiêu bước lên trước bắt lấy giữa mặt nước, một đóa sen đỏ nổi lên từ dưới nước, cánh hoa dần dần bung ra, lộ ra một ngọn lửa yên tĩnh bừng cháy bên trong. Tiếng khóc la vang vọng cả đại điện, thút thít không dứt bên tai, tiếng con nít khóc như tiếng ma âm xuyên qua não. Ngọn lửa đột nhiên bừng lên, cứ như một người dương nanh dơ vuốt, phượt về phía tư mã tiêu, tiếng con nít hung hăng mắng nhiếc, a a a a a ta phải giết ngươi nữ nhân của ngươi chết thì liên quan gì tới ta? Tuy là sức mạnh của ta nhưng có phải ta giết đâu? Tự ngươi ngu ngốc tính kế với người khác không cẩn thận thiêu chết luôn cả cô ta rồi chỉ biết đổ lên đầu ta. Còn lấy nước tưới ta. Ngươi bị điên rồi. Não úng nước rồi. Con mẹ nó người không đau thì ta đau đây này đồ thứ đần độn. Từ mã tiêu đưa tay quạt ngọn lửa về lại, giọng điệu bực tức, câm mồm. Ngọn lửa có thể phát ra âm thanh của con nít bị quạt cho cuộn lại, chắc nó đã dùng hết tất cả can đảm, cuối cùng cũng lấy lại lý trí, cuộn trở về khóc thút thít. Xong rồi, hình như cuối cùng nó đã nhìn thấy sư nhạn, lớn tiếng nói bậy rồi bồi thêm, "Ngươi tìm được cô ta về rồi." Sư nhạn, kinh. Ở đây có một ngọn lửa biết chửi thề. Hơn nửa cái giọng chửi còn khá là giống mình. Từ Mã Tiêu nói với cô, Trước kia ta bảo nàng tưới nước cho nó, nàng dậy tầm bậy cho nó mấy câu, giờ nó mắng người còn khó nghe hơn nữa. Sư nhạn, thật đấy, làm ơn đừng có nói với cái giọng điệu như tôi đã dạy hư con kết nhà nuôi như vậy. Tôi không có làm. Sư nhạn cảm thấy mình thật sự oan ức quá. Cô tự thấy mình oan như tuyết rơi tháng 6, tư mã tiêu hậm hử cười lạnh nhưng rồi nghĩ lại cũng không tính toán với cô nữa hắn đưa cô đi xem ngọn lửa khóc nhè xong, đưa cô dạo mấy vòng cái tháp cao, hai người đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống Đông Thành. Tòa tháp này vốn dĩ ở Tam Thánh Sơn, sau khi ta phá hủy Tam Thánh Sơn thì mang nó tới đây. Sư nhạn cảm thấy hình như hắn muốn bàn về chuyện đời với mình, thấy hắn nhìn mình như muốn một câu trả lời, vậy là đành chọn lọc cách diễn đạt, xem ra ngài rất thích tòa tháp này. Từ mã tiêu, ta ghét cái tháp này, nó giam ta 500 năm. Sư nhạn vừa nghĩ anh nói câu này tôi đỡ không được, chủ đề nói chuyện bị anh dập tắt rồi vừa hét lớn trời má bị giam 500 năm. Đây không phải tôn đại thánh đấy chứ. Từ mã tiêu, bị nhốt mãi ở cùng một nơi, vì thế ta căm ghét những người cầm tù ta, từ đầu đã quyết định đợi ta ra khỏi sẽ giết hết toàn bộ bọn chúng. Vậy nên, sư nhạn quyết định làm bộ làm tịch ẩm ừ rồi hỏi tiếp, vậy nên thế nào? Từ mã tiêu chuyển chủ đề, vậy nên nàng cũng sẽ ghét ta như vậy sao? Sư nhạn, coi ngài nói chuyện kìa, sao mà ta nghe không có hiểu, hay là mời ngài giải thích cho mọi người cái đi? Từ mã tiêu, sư nhạn coi như mình chưa có nói câu trước, trả lời nói, ta thấy cũng ổn, ngài cũng có cầm tù ta đâu. Từ mã tiêu, ta bắt nàng tới đây, nàng không thấy vậy là cầm tù sao? sư nhạn đột nhiên chỉ ra ngọn núi rừng trắng xóa đằng xa. Ta hơi tò mò bên kia, mấy ngày nữa đến đó xem được không? Tư mã tiêu tùy tiện đồng ý, nàng muốn đi thì chiều đi cũng được. Sư nhạn ẩm ừ nghĩ thầm cầm tù cái giọng gì mà như vậy. Cô đằng hắng, nếu ta không đồng ý ở lại đây thì gọi là cầm tù, nếu đồng ý thì không tính là cầm tù. Tư mã tiên được vuốt đuôi rất vui vẻ, cười khẽ mấy tiếng, Ta biết trong lòng nàng bằng lòng tin ta hơn mà. Sư Nhạn cảm thấy lúc này mà nói mình bằng lòng ở lại đây một phần là vì hoài nghi thân phận của mình nên muốn làm rõ, phần còn lại là vì đãi ngộ ở đây tốt thì chắc Tư Mã Tiêu sẽ trong lúc tức giận mà đẩy mình từ đây xuống. Vì thế cô chỉ có thể cười giả tạo, ngài nói đúng đấy. Chương 59, nàng vẫn ở đây là được rồi. Sau khi Sư Thiên Lũ phát hiện Sư Nhạn đã biến mất, thoạt đầu không thấy có gì không đúng. Con người sư nhạn không có trí lớn, cũng không hề để tâm gì đến việc tu luyện. Với sư thiên lũ thì là một phế vật không có trí cầu tiến. Dù là lúc ban đầu bị xóa sạch ký ức, không nhớ bất cứ gì cũng lười nhác trời sinh. Có điều may là mấy năm nay cô cũng coi như là chịu nghe lời. Lúc đầu để có thể khống chế cô triệt để. Hai năm đầu sau khi sư nhạn mất trí nhớ, gã luôn không cho cô tiếp xúc với bất kỳ ai khác như thế mới khiến sư nhạn ỉ lại vào hai người bọn chúng chỉ khi mãi một ngày một đêm sư nhạn vẫn không về sư thiên lũ dùng mật pháp tìm cô không được thuật tầm tông để trên người cô cũng bị phá vỡ sư thiên lũ mới thấy không ổn không lẽ có biến cố gì xảy ra mà gã không biết sư thiên lũ có dự cảm không tốt lập tức sai sư chân từ đi tìm sư nhạn ai ngờ lại nhận được một tin khiến gã không thể nào chấp nhận được không ngờ sư nhạn lại ở Đông Thành, ở bên cạnh tư mã tiêu mà chúng trăm phương ngàn kế muốn tránh khỏi. Mấy năm nay những người may mắn sống sót của sư gia bị tư mã tiêu giết chết gần hết, gia chủ như sư thiên lũ trong tay lại không có mấy người dùng được, để đề phòng bất chắc không thể không tự một mình mang theo sư nhạn tránh khỏi sự truy bắt của tư mã tiêu. Để giấu tung tích của sư nhạn, gã đã đặt rất nhiều thuật che mắt, để những người khác trong sư gia phân tán sự chú ý của tư mã tiêu, bố trí tinh sáu hết lần này tới lần khác mới có thể hoàn toàn rời sự chú ý của tư mã tiêu đi nơi khác, giấu được sư nhạn gần 10 năm. Vậy mà công sức gã bỏ ra ngần ấy năm cuối cùng đều thành công cốc. Trường môn, không chừng sư nhạn đến bên cạnh tư mã tiêu có thể ra tay với hắn dựa vào ảnh hưởng bao năm của chúng ta, dù không giết được hắn thì khiến hắn bị thương cũng tốt. Sư chân từ cũng không muốn công sức đổ vỡ, chỉ có thể an ủi trường môn mặt mũi khó coi. Tất nhiên là sư thiên lũ cũng muốn tin vào khả năng này nhưng gã đã sống cùng sư nhạn gần đó năm, còn lạ gì cô nữa? Tại sao gã cứ chần chừ không sử dụng vũ khí bí mật sư nhạn với tư mã tiêu? Tất nhiên là không xin rằng cô sẽ làm theo sắp xếp của mình. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng điều tra ra được tình hình hiện tại của sư nhạn ở Đông Thành. Vâng, trưởng môn, sư chân tử hỏi, chúng ta có nên ngầm liên lạc với sư nhạn không? sư thiên lũ sầm mặt suy nghĩ một hồi rồi nói hiện giờ chúng ta không còn nắm quyền điều khiển trong tay nữa e là tư mã tiêu đang đợi chúng ta răng thiên la địa võng một khi sư nhạn về bên cạnh hắn chúng ta không còn cách nào động đến ả nữa món vũ khí này của chúng ta hiện giờ e là đã mất hết tác dụng sư thiên lũ nghĩ đến đây liền tức giận đùng đùng đến nỗi có triệu chứng nhập ma những năm qua tư mã tiêu thực sự ức hiếp sư gia chúng quá đáng nếu nói ban đầu sư thiên lũ chỉ muốn vực dậy sư gia, xây dựng lại canh thần tiên phủ, giết chết tư mã tiêu thì bây giờ gã chỉ muốn có thể dùng hết sức bảo toàn huyết mạch sư gia, đợi ngày sau lại nổi dậy. Chỉ e là tới cơ hội nổi dậy tư mã tiêu cũng không chừa cho chúng. Sư thiên lũ và sư chân từ không còn ở lâu trong hạc tiên thành, phát hiện sư nhạn mất tích không được bao lâu, sư thiên lũ lập tức chuyển đến bên ngoài hạc tiên thành. Đợi đến lúc phát hiện sư nhạn đã về bên Tư Mã Tiêu ở Đông Thành, gã càng hoảng hốt liên tục lùi về mấy tòa thành, nấp vào một trong số mấy tòa thành ở phía Nam Ma vực. Không thể không nói sư Thiên Lũ cực kỳ thấu hiểu Tư Mã Tiêu. Sau khi chúng rời đi không bao lâu, Tư Mã Tiêu đã cho người đến Hạc Tiên Sơn. Tốc độ của những người này cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng vẫn không bắt được lão già xảo trá sư Thiên Lũ lúc này vẫn là mãng xà đen dẫn theo đội ngũ. Mười mấy ma tu có tu sáu ngang với ma tướng đi đến truy bắt, tuy không đông nhưng ai nấy đều có thể đánh được trực diện với sư thiên lũ. Mãng xà đen đối diện với tư mã tiêu luôn luôn đần thối cả mặt, cũng cực kỳ tự nhiên với người nuôi cùng có mùi của chủ nhân là sư nhạn. Thế nhưng đối mặt với những người khác, sự tự nhiên của nó lại biến thành hung tàn tự nhiên. Đặc biệt là với người có mùi của sư gia, không biết mấy năm nay nó đã cắn chết bao nhiêu người rồi. Nó nhạy bén với mùi, góp phần khiến cho nó như cá gặp nước trong quá trình truy bắt người của sư gia. Không tìm thấy tung tích của sư thiên lũ ở Hạc Tiên Thành, mãng xà đen dùng cái đầu óc không to gì của nó suy nghĩ một hồi, cảm thấy giờ mình mà về có thể bị chủ nhân khốn khiếp mắng, vậy là nó chỉ có thể dở trứng, đi theo mấy ma tướng khác bên cạnh tới ba thành xích lao ở phía nam. Vì một câu nói của Tư Mã Tiêu mà hiền giờ ba thành chồng xích anh ở phía nam đang bị ma tướng Đông Thành bao vây khắp trời, hẳn là không được bao lâu lại bị thu về dưới chướng Đông Thành. Mấy năm nay Tư Mã Tiêu liên tiếp thu phục các nơi ở ma vực, gần như ai có ít não cũng đều biết, chuyện hắn thống nhất cái ma vực tan đàn xẻ nghé này đã là chuyện hiển nhiên. Tất cả ma tướng của Đông Thành ma vực đều ôm mộng đẹp thống nhất ma vực rồi cùng ma chủ Tư Mã Tiêu đánh lên tu chân giới. Thế nhưng ma chủ Tư Mã Tiêu của học bây giờ chẳng có hứng thú với việc đánh giành địa bàn, chỉ một lòng nghĩ về đạo lữ mất trí nhớ tưởng mất lại có lại. Bởi vì dù Sư Nhạn không nhớ chuyện trước đây thì cũng không có thái độ bài xích hắn, thế nên Tư Mã Tiêu thật ra hoàn toàn không để tâm việc Sư Nhạn mất trí nhớ, thậm chí cảm thấy thế này còn khá thú vị. Cô thường xuyên nghĩ tới ba cái tình tiết với cảnh tượng dị hợm trong đầu, lần nào cũng chọc Tư Mã Tiêu cười chết hơn nữa cô vẫn chưa phát hiện ra hắn có thể nghe được nội tâm của cô mỗi lúc cô kích động vậy nên thường xuyên mắng thầm hoặc khen thầm hắn trong đầu không kiên nệ nói ra một loạt những thứ lạ lùng tất cả đều rất thú vị chỉ là mấy ngày này tư mã tiêu cực kỳ nóng nảy làm cho cả đông thành sống không yên sao hắn lại giận là vì tư mã tiêu biết sư nhạn mấy năm nay giết không ít người vậy là nổi trận lôi đình trước kia hắn cưỡng ép cô giết người một lần dáng vẻ nằm mơ thấy ác mộng hết lần này đến lần khác của cô tới giờ này hắn còn nhớ hơn nữa cô còn khóc lóc thảm thiết khi ấy hắn hứa không để cô giết người nữa ý muốn nói không chỉ mình hắn không ép cô giết người mà còn bảo đảm cô sau này không cần phải giết người còn bây giờ thì sao cô bị ép phải học được cách giết người rồi sư nhạn nói đến việc mình giết người với giọng điệu vẫn bình bình ánh mắt không đỏ một chút không hề có ý muốn khóc hình như là không còn sợ nữa rồi. Từ Mã Tiêu, ta phải giết sư Thiên Lũ. Tận đáy lòng hắn dâng lên nỗi căm ghét tột cùng, Thiêu Ma tướng Chi Hồn thị đến cáo trạng thành cho. Là do Ma tướng Chi Hồn thị này đến báo cáo với hắn, bảo rằng có hai người chuẩn bị lên chức Ma tướng Chi Hồn thị đã bị sư nhạn giết chết, mong có được lời giải thích. Từ Mã Tiêu mới biết được việc sư nhạn giết người. Chi Hồn thị là một họ lớn ở ma vực còn là gia tộc có máu mặt trước kia ở Đông Thành, khó trách tự cảm thấy mình cao quý, thêm vào việc nhiều ma tướng của chúng có tu sáu cao, từ mã tiêu lười dính phiền phức nên trọng dụng một số người của chúng, dẫn đến việc vị ma tướng chi hồn thị này có chút phách lối, bị vài kẻ có dã tâm khích tướng liền tới bứt dâu rồng. Từ mã tiêu thiêu y thành một đám cho cốt, giải lên mặt chi hồn thị chủ đang xanh như tàu lá chuối. Xin ma chủ tha mạng. Chi hồn thị chủ có tu sáu cao cường kia không nói nhiều lời liền lập tức thỉnh tội mà vực vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé người chết rồi còn đi hỏi tại sao làm gì có tại sao bị giết thì là do tự mình vô dụng không phục thì nhắm giết chả được cứ giết nhưng người ra tay giờ đang được ma chủ che chở kia kia bọn họ không động vào được tất nhiên chỉ đành thôi rồi im miệng lại là được đạo lý này mọi người đều hiểu chỉ là luôn có một số kẻ cảm thấy có thể không theo quy tắc. Sư Nhạn mấy ngày này ở cạnh Tư Mã Tiêu, toàn chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi như con mèo điên, lâu lâu còn thấy dễ thương lắm, không giống Tư Mã Tiêu mà người khác nói, hoàn toàn không xác nhận được sự hung tàn bạo ngược mà người khác đồn thổi về hắn, mãi đến lúc này, cô mới biết thế nào là cách thức ra tay tàn độc của Tư Mã Tiêu. Con người Tư Mã Tiêu hoàn toàn khác với Liêu Đình Nhạn hắn là một người đàn ông hở chút là lên cơn muốn giết người, hắn quá sức nhạy cảm với sự mạo phạm và ác ý của người khác. Nhiều lúc sư nhạn nhìn hắn mà cảm thấy ông lớn này có thể bao thầu hết các vai bạo quân với sủng cơ. Vừa có thể tác quai tác quái như sủng cơ, lại có thể tàn bạo như bạo quân. Vì nỗi không vui nhất thời này mà hắn quyết định giết sạch tộc chi hồn chút giận. Sư nhạn thậm chí còn không biết sao hắn lại giận như thế, Cô vốn không nên lên tiếng, đại ma vương không vui muốn giết một đám ma tu ma tướng thì có liên quan gì tới cô. Với cô mà nói thì cứ như hoàng đế cổ đại muốn giết người ấy, tuy mang cái mác là vì nữ nhân nhưng thực tế chả có liên quan gì tới nữ nhân sắt, chủ yếu là để xả tức cho chính mình, nhặt lại mặt mũi cho mình mà thôi. Nói vậy thì cô có khuyên cũng vô ích. Chỉ là lúc cô tản bộ trong bạch sơn lâm ở ngoài thành, một đám già trẻ lớn bé nam nữ nhà chi hồn thị chạy tới quỳ rạp cả xung quanh ai oán khóc than toàn là những thành phần nếu đi xe buýt ở thế giới trước đây sẽ được nhường chỗ dáng vẻ khóc lóc cực kỳ đáng thương người không liên quan tới mình chết ở nơi mình không nhìn thấy không có xúc động tới vậy nhưng nếu là trước mắt thì khó tránh khiến người khác thấy không nữa vì thế cuối cùng sư nhạn vẫn quyết định giúp họ khuyên một câu chỉ một câu nếu ngài bớt giận rồi thì bớt giết vài người chi hồn thị lại có được không? Cô quay về nói với Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu đang giận dỗi nhìn sang cô một lúc rồi nói, nếu nàng không muốn giết thì thôi bỏ đi. Người đàn ông trước đó còn hung hăng đòi diệt tộc người ta bây giờ lại cực kỳ khoan dung xoa đầu cô nói, nếu nàng không muốn giết những người khác, chỉ muốn giết hai huynh đệ đã chết kia chút giận, ta có thể khiến chúng sống lại rồi giết chúng thêm lần nữa sư nhạn làm cho sống lại rồi giết tiếp cô chưa nghe thấy nước đi nào trông tranh như vậy bao giờ nhưng không phải lần đầu tiên tư mã tiêu làm chuyện này mấy năm trước hắn giết ngần ấy người của sư gia mà một số người trong số đó còn chưa dùng hết một lần cơ hội ký gửi hồn phách vậy nên họ lần lượt được người thân bạn bè cứu sống tư mã tiêu không hề ngăn cản họ sống lại mà đợi sau khi họ sống lại xong tìm tới giết thêm lần nữa thái huyền chủ phong của canh thần tiên phủ trước đây linh khí khắp nơi thì giờ đây không ai dám đến, bởi vì ở đó cắm đầy cọc treo đầu người sư ra, rất nhiều cọc xuyên một lượt hai cái đầu, đó là những người sống lại bị giết tiếp, giết những hai lần. Sư thiên lũ đưa liêu đình nhạn đi mất khiến hắn tìm không ra, tư mã tiêu bèn treo tất cả đầu của người nhà sư ra bị hắn giết ở chốn cũ của họ, khiến người nhà họ sư thậm chí còn không dám đến dọn xác. Chỉ có thể để họ phơi thay giữa đồng không. Sư nhạn không biết những chuyện này, cô tìm thấy ý chính, chở mình đứng dậy, người chết rồi còn sống lại được sao? Có thể giúp ta là một người sống dậy không? Sư nhạn gấp gáp hỏi hắn. Từ mã tiêu rất tốt với cô, gần như muốn gì cũng được nhưng ngoại trừ ăn với uống ra thì sư nhạn không hề yêu cầu hắn điều gì, chỉ coi mình như cộng hành bị cắm chồng nhằm chỗ, tới đâu hay tới đó, đây là lần đầu tiên cô chính xác cầu xin hắn điều gì đó. Ta có một người bạn tên là Hồng Loa, rất tốt với ta, có thể khiến cô ấy sống lại không? Lúc Tư Mã Tiêu nói đến chuyện người khác sống lại giọng điệu rất tùy ý, chứng tỏ không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Bây giờ nghe Sư Nhạn nói vậy, tất nhiên là hắn đồng ý. Chỉ cần nàng muốn, ta tất nhiên sẽ làm cho nàng, chuyện nhỏ thôi mà. Thứ sư thị dùng để ký gửi hồn phách là dựa vào cấm thuật của Tư Mã thị năm đó là do một vị tiền bối từ mã thị tạo ra. Dùng thi thể hoặc đồ vật mà người chết trước đó hay dùng, gọi ra tử hồn nguyên vẹn, dùng bí thuật xóa bỏ tử khí, dùng linh khí đặc biệt giữ ẩm, phong vào trong bào thai chưa sinh ra thai linh, để thai phụ nuốt một viên hoàn hồn đan quý giá vào. Người này sau khi sinh ra sẽ có hết tất cả ký ức của kiếp trước, có hết tình cảm kiếp trước từng có, sống lại chỉ cảm thấy mình vừa nằm mơ một giấc mơ dài mà thôi. Nếu đầu thai chuyển thế thông thường, một hồn một phách giữ ký ức và tình cảm trong ba hồn bảy phách sẽ tan biến giữ trời đất. Hai hồn sáu phách kia cũng sẽ gột rửa rồi vỡ ra trong luân hồi, dung hợp với các hồn phách khác, biến thành một hồn phách hoàn chỉnh rồi rồi mới đầu thai. Bởi vậy một khí đầu thai chuyển thế đều không tìm lại được người hoàn chỉnh ở kiếp trước, chỉ có cách ký gửi hồn phách này là khác, là một thứ thuật pháp nghịch thiên thật sự. Từ mã thị truyền ra thứ đồ chơi tẩy trời này, có lẽ đây cũng là lý do khiến họ bị diệt tộc. Sau khi Tư Mã Tiêu đồng ý, rất nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Việc ký gửi hồn phách tốt nhất là cần thai phụ có quan hệ máu thịt với người chết, thế nhưng Hồng Loa không có ai thân thích, chỉ có thể bỏ công tìm một thai phụ có hồn phách tương dung nhất với nàng, trùng hợp là thai phụ kia là người họ chi hồn. Người của tộc này lấy đi tính mạng của cô, cũng chính người của tộc này cho cô sinh mạng mới người chi hồn thoát được một kiếp thì không còn hoảng loạn mà trở nên mừng rõ. Chi hồn thị càng phải bảo đảm đối xử thật tốt với hồng loa sắp ra đời. Nếu thật sự có trùng sinh gì đó như cô nói, vừa sinh ra đã có ký ức và trí óc hiện giờ của ta, ta chắc chắn sẽ không thành ra như vậy. Ít nhất phải thống lĩnh làm ma chủ cả một tòa thành. Trong lúc tám chuyện với cô, nghe cô nói đến chuyện trùng sinh xuyên không, Hồng Loa đã hào hứng nói rất nhiều. Sư Nhạn nhớ đến dáng vẻ đập bàn lúc đó của nàng là buồn cười. Vui vậy sao? Từ Mã Tiêu nhìn nụ cười trên mặt Sư Nhạn. Sư Nhạn cũng cười với hắn, đúng, cô ấy là người duy nhất thật lòng đối xử với ta trong những năm qua. Từ Mã Tiêu vén tóc bên tai cô, nhỏ nhàn nhạt nói, ta cũng từng đối xử thật lòng với nàng, chỉ là nàng không nữa rồi. Không nhớ cũng chẳng sao, nàng vẫn ở đây là được rồi ký ức mà cô mất đi là bài học cho hắn bài học đã sơ xuất với tính mạng của cô phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn